Dạ hello, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào hân hoan đến toàn thể tất cả anh chị nha. Hôm nay em vừa về con Matip nè. Con Matip này mới lấy về ngày hôm qua nha. Tài xế chạy về đây. Con này sản xuất năm 2007, màu xanh cốm anh chị nha. Đồng sơn rất là đẹp nè. Không dưới thì được cứng đục. Có chủ nhà người ta chạy có một tí xíu nó bị chầy đây nè. Em cũng chưa đưa cho dầm nữa. Ngày mai Trần Anh thợ đồng sơn người ta làm việc, Trần Anh sẽ đi dầm nha. Bản số 61A65101. Xe chính chủ đúc hồ sơ được, ok hết anh chị nha. 4 ông đúc nè. Chủ nhà đã lên cho em nó 4 ông đúc rồi. 4 vỏ nè. 4 vỏ còn mới 80% luôn anh chị nha. Gầm bề là không có một xíu mục mọt hoặc là cứng đục. Đây là màu xanh cốm nè. Đời 2007. Lên bộ tem rất là đẹp luôn rồi. Ốp gương nè. Đó, đồng sơn thân vỏ của con Matip đây. FE ốp body anh chị nha. 61A65101. Đó, phong dáng của em xe nè. Dòng xe tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng đó. Em còn rất là nhiều xe anh chị nha. Đây ạ. Nội thất phía trong nè. Đây nè, đây là phần nội thất phía trong của em xe nó đây. Trước kính bấm, sau là quay tay. Để hơi bị bụi bẩn luôn những cái sóng lường nè. Không dấu hiệu là tông va hay là va chạm bên ngoài nhé. Chất đóng cửa nè. Đó rất là liền. Bên đây cũng vậy nè. Keo chỉ được cái nó nguyên zin hết từ anh Z anh chị nha. Đây là phần keo chỉ nè. Đó được cái nó nguyên zin hết nè. Keo chỉ nó bốn cánh đẹp như nhau, không mất phần nào luôn nha. Đó, phần keo chỉ của em xe nó đây. Bốn kính bấm chính điện nè. Nách cửa nè, anh chị coi nách cửa nè. Keo chỉ trong nách nè. Nguyên bản luôn. Chờ lực lái rất là nhẹ nha anh chị nha. Phần nội thất nè. Máy móc thì cực kỳ khô ráo luôn. Đây là phần tắp lô trên con xe nè anh chị coi nè. Là phần tắp lô nè. Đó là phần tắp lô của em xe nó đây nè. Con này không có dịch vụ taxi gì đâu, xe gia đình đang sử dụng đó anh chị. Đây là con số nè. Nguyên zin hết. Trần là trần da. Đây là anh chị, trần da nè. Đó, những cái sóng lường nè. Không có dấu hiệu đâm va nhé. Có dòng xe tập chạy tập lái đó, giá tiền hợp túi tiền đến với tay người tiêu dùng anh chị nha. Đây là Trần Anh mở phần máy lên anh chị coi. Tay móc 7 màu còn nguyên bản luôn. Đó, chất đóng cửa rất là liền nhé. Là phần máy xe đây nè. Em mở phần máy lên cho anh chị coi nè. Kẹt. Nó bị kẹt cái dây rồi anh chị ạ. Máy móc nổ rất là êm nha. Đó là con Matip. Dòng tập chạy tập lái đó, gầm bề là không có xíu mục mọt luôn. Đây nè, một con Fiat nè. Mấy chục triệu thôi là anh chị có thể sở hữu được Fiat rồi. Xe là xe của chính chủ, rút hồ sơ, ủy quyền còn anh chị nha. Đó, Fiat Senna, con này 1.3 bản thiếu. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2020. Nội thất của con xe Fiat nè anh chị ạ. Đó, tắp bi cửa nè. Đó, nội thất của em đó đây. Matip bên em vẫn còn anh chị nha. Đó là con xe nè.
Honda Accord em vẫn còn nè, đó Honda Accord nè, Lanos nè, có hết nha anh chị. Matiz là tập chạy tập lái đến tay người tiêu dùng nè, con này sản xuất năm 1999. Đó, phong dáng nè, dọn hết rồi mâm đúc, đăng kiểm tháng 7 năm 2020. Nội thất nè, dòng xe này mua về tập chạy tập lái thôi, nội thất đẹp lắm, bốn kính quay tay nha anh chị. Đó, phần tắp lô nè, rất là sạch sẽ anh chị thấy không, trang bị một cái CD nghe nhạc thông thường thôi. Đó, mua về tập chạy tập lái đến với gia đình thôi. Dòng xe của bắp đây là nội thất phía trong nè, em còn con xe bắp sản xuất năm 2010 anh chị nha, con này đang rút hồ sơ về Tết, công an người ta nghỉ người ta chưa có nhập hồ sơ về nhé. Đó, bây giờ đợi 1-2 ngày nữa là sẽ có hồ sơ ra tên luôn à. Con này trang bị là màn hình cam gia đầy đủ như con xe rồi, mua về là chỉ việc sử dụng thôi, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa nha. Đó, vậy thấy không, rất là đẹp luôn. Happy nè, giá tầm mấy chục triệu đến với tay người tiêu dùng nha. Đó, nội thất đây ạ. Con này là xe sinh số anh chị ạ. Đây nè, con này là xe sinh số nhá. Đó, xe sinh số nè. Anh chị nào thích dòng xe nào thì Trần Anh sẽ đáp ứng cho nhá. Đó, mấy chục triệu quay đầu à. Matitsi Bắc Fiat, Honda Accord, Nuvira, bên Trường Anh cũng có đầy đủ hết nhá. Đây là con Honda Accord nè. Đây ạ. Đây là con Honda Accord sản xuất năm 1993, bản số 76A02058. Con này màu vàng cát nha. Bốn cánh cửa đẹp như nhau, không có dấu hiệu là cứng đục hoặc tông ve. Đây là phần nội thất của em Honda Accord nè. Anh chị có ghế là nỉ nè, phía sau là nỉ nguyên zin cho xe nè. Đó, anh chị thấy nỉ không, nỉ nguyên bản zin hết từ anh Z luôn, không có một dấu hiệu là cứng đụng hoặc tông ve nhá. Nội thất nè đẹp len keng luôn. Đây là phần tắp bi nè anh chị ạ. Đó, tắp bi cửa nó nguyên zin hết nè, màu đỏ luôn nha anh chị nha. Bốn cánh đẹp như nhau nè, nội thất phía trong nè anh chị coi nè. Đó, phần tắp bi cửa nè, ghế nè, tắp lô nè, không có khoan đục hay chém đục nha. Dòng xe cùi cùi cổ cổ, tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng đó, mấy chục triệu là anh chị có thể sở hữu được con Honda Accord hàng nhập khẩu rồi, nhập Nhật anh chị nha. Đó, bốn ghế ở trước, cái ghế này nó có rách ra nè, Trần Anh cho đi bọc luôn nè, con số nguyên bản cho xe nè anh chị coi, con số nè, là con số là nguyên bản cho xe nè, zin từ anh Z, máy lạnh đầy đủ, đăng kiểm dài, đăng kiểm tháng 7 năm 2020, con này mới đăng kiểm luôn, dây beo nè, dây beo thì chạy nè, anh chị hai cục dây beo không, của con xe đây nè, ghế rất là sạch nè, đây là dây beo nè, dây beo thì chạy nè, đó, zin hết, anh chị nào thích dòng này thì alo trực tiếp cho Trần Anh, đây nè. Lanos nè. Đó, con này cũng có mấy chục triệu à. Mua về là sử dụng thôi. Chờ lực lái máy lạnh đầy đủ hết nha. Con này bản thiếu nè anh chị ạ. Con này bản thiếu nha. Bản đủ là SX nha anh chị. Đó, đây là phong xe, phong dáng của em xe đó đây.
Anh chị nhớ đăng ký kênh YouTube của em và đừng quên bấm vào nút chuông thông báo để nhận được thật là nhiều xe giá cả hợp lý đến với tay người tiêu dùng nha. Em còn con Kia Vecchia nè. Con này sản xuất năm 2003 anh chị nha. Xe này full đồ chơi hết rồi. Một màu trắng ngọc trinh, xe chính chủ luôn. Rút hồ sơ đồ này kia ok, ghế nỉ nè. Ghế nỉ nguyên bản cho xe nè. Xin đét luôn anh chị ạ. Đó, phần tắp lô nè, màn hình nè, cam hành trình nè, cam ve nè, đầy đủ trên con xe luôn nhé. Mua về chỉ là sử dụng thôi. Đây, đây là phần nội thất nè. Đó, nội thất của em nó nè. Đó, phần tắp lô đó. Kia Vecchia. Sau tích hợp theo một cái cạn đuôi cá rất là đẹp luôn. Chân anh chúc anh chị có một buổi sáng thật là vui tươi và hạnh phúc bên gia đình nhé. Đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận được thật là nhiều xe giá cả mà Chân anh đã đăng lên hàng ngày nhé. Hôm nay Chân anh sẽ cập nhật rồi về rất là nhiều xe để nhiều sự lựa chọn đến với tay người tiêu dùng luôn ạ. Một lần nữa Chân anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.